anh là giờ có gói mì là mà khoai to là sướng, mà giá mì lên là thì giờ một xào thì 90 bao, anh nhầm chứ, một xào là 25 bao. Nhà Malen năm nay được mùa 7 xào, 350 bao, thu về thì cũng rẻ thôi, tiền thì gần 96 triệu, mì giờ 5.700 một ký mà. Lần này anh trúng mùa 96 triệu. Ngon rồi. Còn 4 triệu tới 100. Mì năm nay đẹp chứ các bạn. Mì có sản đẹp tuyệt vời, trắng tròn. Đấy. Trắng xinh xinh y như cái. Mình năm nay không có việc làm nên để cầm điện thoại để quay thôi. Nghèo quá. Hôm nay mùa corona về ấy. Nghèo đói không việc làm. Qua mà tối nay mà tư mất à. Nghèo đói. Nhất là năm nay bác mới lên rồi. Giàu lắm. Giàu lắm. Cần xây nhà rồi. Năm nay thu về 96 triệu mà ngon rồi. Cái mì mà mình quay tập 2 cho các bạn xem ấy, mì của là mì khoai to ấy. 6 tháng thôi mà một cây 7-8 ký. Nhầm chứ 20 ký nâng vào tay không nổi. Hôm nay khổ lắm các bạn. Tôm tép thì không thấy đâu, virus thì quá nhiều. Hôm nay một bao mì rơi vào tầm 500 mới nhá. Sống mà trốn dịch thì vào trong rừng trốn thôi. Đúng không? Cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình. Hôm nay đói lắm các bạn ạ. Bye nhá. Kênh mình nhá, nhớ cho mình một lượt đăng ký nhé, để xin cố thiện để like. Cảm ơn các bạn, thank you.